trận đấu trường thứ tư của kỳ 150 giữa hai tay vợt là Lưu của Bình Dương và Tùng của Thành phố Hồ Chí Minh. Không đều. Này đánh đấu trường nha. Đấu trường đúng không? Không phải thay đổi trường trường. Thank you.
Trang Một đã thắng với tỷ số của 1-0 nghiêng về cho Lê Thiên Tùng. Set thứ hai của trận đấu trường thứ tư kỳ 150 giữa Lưu Bình Dương và Tùng Thành phố Hồ Chí Minh. Set 1 Tùng đã giả dẫn trước 1-0. Set 2 3-5 Tùng giao bóng. Từng cái một cái đồ kia tăng. Em nếu như là đấy. Các bạn có hơi sự. Anh có vũ ơi. Các bạn có.
sớm rồi kêu quýnh nhẹ cho quýnh rồi. Thì đây vừa là rồi. 5083. Sớm sớm sớm. Bây giờ tỷ số đã được cân bằng một đều. Bây giờ là xét đấu thứ 3 của trận đấu trường thứ 4 kỳ 150 giữa Lưu Bình Dương và Tùng Thành phố Hồ Chí Minh. Tỷ số lớn đã là một đều. Không đều, Lưu giao bóng. Kết thúc set 3 là tỷ số 2-1 nghiêng về tay Lưu Bình Dương. Bây giờ là set đấu thứ 4 của trận đấu trường thứ 4 kỳ 150 giữa Lưu Bình Dương và Tùng Hồ Chí Minh. Tỷ số lớn đang là 2-1 tạm thời nghiêng về cho Lưu. Set 4, một đều, Lưu giao bóng.
Một bên
Ủa còn có con gái bỏ tay luôn. Mười con đều. Và xét này là rất tiếc cho Dùng là bị thua ngược. Như vậy tỷ số tạm thời là 3-1 nghiêng về cho Lưu Bình Dương. Xét đấu thứ 5 trận giữa Tùng và Lưu. Tỷ số đang là 1-1 cùng nhau bóng. Cái này thì Tùng phải thắng nên mới có xét kế tiếp. Lưu đang dẫn 3-1. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chung là Gia Lai á, tại chung là vậy xét năm đã thắng về phần thắng và thuộc về Lê Hương Tùng, tỷ số tình cũng tạm thời bây giờ là 3-2, vẫn nghiêng về cho Lưu Bình Dương. Bóng lọc nhiều quá. Xét đấu thứ 6, tỷ số đang là 3-2. Đánh như vậy là được. Chưa gì đổi bán rồi. Lùi ra thì đặt nhẹ này gái thôi, bấm này nó ra ngoài, em không có điểm lùi, cứ tấn công thì em thật này không, thì nhất là cái bắn đều là nặng hết, chỉ có di chuyển tí thôi, đừng lèo nó bớt đi, rồi đặt nhẹ nhàng để vô bàn, làm sao vô bàn, hay về cắt càng ngắn càng tốt, cũng không đánh được, em cắt dài nó giật được em hoáng, hiểu không? Đơn giản, không cần phải
kia nó cũng đi làm đập tù nữa nè. Cánh trắng ở chuẩn bị rồi, cánh chuẩn bị. Lên bánh lên lên. Đây bánh rồi. Nghĩ. Tôi có đang nghĩ cho vui. Mày có tập tại gì không? Hay quá. À, và như vậy kết quả trận đấu là 4-2 nghiêng về cho Lưu Bình Dương.